Đây, xin chào các bạn nha. Đây thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn, tôi gặp mấy bài dế siêu dế luôn. Nhìn đây, đầu tiên gặp đôi tôi lấy lại như thế này rồi, bây giờ chiếu mặt con nó. Đây này các bạn nhìn, nhìn đây thì ý tuổi không được rồi, xong làm thế này. Bánh từ đấy ra cho các bạn coi. Đây, bánh ra. Đó, tiền của sách nhà các bạn. Đây, gặp lại khi một lần nữa cho giấy. Rồi, nó lớn lên chút thôi. Dạ. Mình gặp một lần nữa lại cho giấy. Bắt đầu mình sẽ gấp lại giống yệt. Vẫn để cái đó lên cái chỗ tờ lúc nãy nha các bạn. Chúng ta gặp đấy là đường phân giữa. Rồi chúng ta gặp một đường nhọn. Nhìn các bạn đây, cái này nó sát nhau luôn, sát nhau bằng phẳng. Hay là bố nói nha. Để bố nói cho. Đây chúng ta gặp chỗ này thành một góc vuông nha các bạn. Góc vuông theo cái đường phân đôi tờ giấy. Chia đôi tờ giấy. Bắt đầu gặp như thế này nha. Rồi chúng ta gặp phần đó xuống. Xong. Tiếp theo như nào bạn Thuận? Tiếp theo như thế này nè. Vẫn gặp được như vậy hả? Rồi chúng ta gặp tiếp một lần nữa. Ê nắm rung bố quá. Tôi đang quay video cho máy bay Nhật bạn. À đó. Chúng ta sắp thành hình thành cái máy bay rồi. Ê sao nóng được từ kia vậy? Ê, nắm đưa cho anh đi, cái này bị lỏng máy nó, cái máy nó bị lỏng rồi. Anh có chỗ bị lỏng á. Đây các bạn nhìn như thế này này. Rồi, chúng ta lại gặp tiếp thành một góc vuông nữa. Không biết đâu, như thế này này các bạn. Rất nhiều góc khác nhau. Bỏ ra bụng lắm. Đầu nhọn quá. À, chúng ta đã tạo được một đầu nhọn. Đấy. Bạn ơi, trong đây đầu nhọn nhiều nhất luôn. Chẳng, mình gấp như thế này cũng thành một cái đầu nhọn đây. Còn bắt đầu gấp lại vẫn là cái đầu nhọn. Là các bạn, đúng là đầu nhọn mà. Đây mới là góc nhọn này. Dạ. Góc nhọn là chuẩn bị biến thành máy bay rồi nha. Máy bay này dễ lắm. Ôi dày không phải. Ê nó lố quá. Không phải. Cái này cũng được rồi. Lố quá à. Lố. Lố biến là y hình lố chố hả bố? Lố chố á. Ai bắt đầu gặp như thế này nè. Thế là xong. Mình gặp được hay bị lố thì là bị quá nhiều hơn hay gì đó. Thôi bố quay chỗ kia. À bây giờ bạn Thuận sẽ phi máy bay. Rồi, phi mạnh suối lại đi cho các bạn coi. Wow, nó không chịu xuống luôn. À, đúng rồi. Thành tớ web xếp máy bay này hơi bự vừa. Đáng lẽ nó sẽ xếp to lên. Nếu máy bay càng to thì máy bay đó nó có thể càng phi, nó càng phi thẳng. Còn máy bay này thì nó độ của nó là vừa bình thường á, nên các bạn nên bay xong đi, nếu được nó mới bay xong kia. Rồi tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn nha.